Sau khi vô địch US Open 2023 ngày 11 tháng 9, Djokovic đã cân bằng thành tích 24 lần vô địch Grand Slam của huyền thoại nữ Margaret Court, Australia. Nole trở thành người giành nhiều danh hiệu Grand Slam nhất trong lịch sử quần vợt nam. Trong 24 danh hiệu Grand Slam của mình, Djokovic có 10 lần vô địch Australian Open 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023, 3 lần đăng quang ở Roland Garros, 2016, 2021, 2023, 7 lần lên ngôi ở Wimbledon, 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022, cùng 4 chức vô địch US Open, 2011, 2015, 2018, 2023. Huấn luyện viên Goran Ivanisevic của Djokovic nói về cậu học trò: "Đối với tôi, nếu xét về thành tích, Novak Djokovic là người vĩ đại nhất. Còn Roger Federer có lẽ đã chơi thứ quần vợt hấp dẫn nhất." Cựu tay vợt người Mỹ Andy Roddick nhận xét về Djokovic: "Không thể đưa ra một lập luận thống kê nào chống lại việc Djokovic là người giỏi nhất từ trước đến nay." Nhà vô địch đơn nữ Wimbledon 2023, Marion Bartoli phát biểu trên tờ Tennis Major: "Thành công quyết định bạn có phải là người vĩ đại nhất hay không, còn những kỷ lục sẽ xác định bạn có phải là người vĩ đại nhất hay không." Djokovic hiện hơn hai đồng nghiệp Nadal, Federer về thành tích. Cựu tay vợt người Mỹ Chris Eubank chia sẻ: "Federer đã thay đổi cách nhìn nhận về các tay vợt chuyên nghiệp trên thế giới. Anh ấy là một biểu tượng toàn cầu. Nhưng dựa trên các danh hiệu, kỷ lục vô địch Grand Slam, số tuần ở vị trí số 1 thế giới, Djokovic đang đứng đầu. Nole xây chắc vị trí số 1 trong lịch sử quần vợt đơn nam, bỏ xa hai đại kình địch là Nadal và Federer. Djokovic đã có 69 danh hiệu lớn, bao gồm Grand Slam, ATP Final và ATP Master 1000. Trong khi đó, Nadal mới chỉ có 59 danh hiệu, còn số danh hiệu này của Federer là 54.